Mưa chia tay gia đình để thực hiện ước mơ của mình là tưới mát cho cả thế gian. Sương thì ở lại vì không dám đi xa. Cuối cùng, họ cũng đoàn tụ sau khi làm được những việc tốt cho mọi người, cho cuộc sống. Mời các bạn cùng nghe câu chuyện ý nghĩa sau nha. Hai giọt nước. Tác giả Trần Huyền Trang. Là hai anh em, nhưng Nước Mưa và Sương có tính cách hoàn toàn trái ngược. Sương dịu dàng, ngọt lành giống mẹ. Mưa ồn ào, cuồng nhiệt y hệt cha. Một ngày nọ, khi hai anh em đã lớn, cha mẹ chúng bèn gọi cả hai lại và bảo: Các con à, đã đến lúc các con cần phải bước ra ngoài để hiểu biết về cuộc sống. Sương rụt rè: Mẹ ơi, cuộc sống có đáng sợ lắm không ạ? Mẹ mỉm cười: Không đâu, ngược lại, cuộc sống rất thú vị. Và nó sẽ thú vị hơn nếu có sự góp mặt của các con. Thế là hôm sau, hai anh em chia tay nhau để khám phá cuộc sống. Vì Mưa thích những nơi ồn ào náo nhiệt và thích ngao du đây đó, nên đã xin đi theo thần sóng thần rét. Sương vì nhút nhát nên ở lại. Đêm đêm lăn ra đậu trên mặt lá, nghe tiếng côn trùng rã rít, ngắm nghía bầu trời xanh mát. Mưa hay chế nhạo Sương là thứ nhát gan, chỉ dám rút vào một xó và làm những việc vô ích, chán phèo. Sương ức lắm, bèn hỏi: Thế anh sẽ làm được những gì hay ho hơn nào? Mưa bật cười: Anh sẽ đi đến những nơi thật xa, giúp thần sấm, thần sét tưới mát cho cả thế gian. Sương chớp mắt: Nhưng có lúc anh cũng phải quay về chứ. Ừ, anh chỉ quay về khi nào thật cần thiết. Sương chau mày ủ dột: Như thế thì em sẽ nhớ anh đến chết mất. Mưa dỗ dành: Khi nào nhớ quá, em nhờ chị Gió đến gọi anh về. Rồi chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện kể cho nhau nghe. Vậy là Mưa đi. Một thời gian rất lâu không nghe tin tức gì. Đêm đến, các chú dế ra ăn cỏ ở bờ hồ, cất tiếng gọi trong trẻo: Sương ơi, ra chơi với chúng tôi nào. Mấy cậu ếch đớm cũng điệu đàn, ngồi tạo dáng trên lá sen, cất tiếng gọi: Sương ơi, ra ngắm trăng với chúng tôi nào. Sương bò ra, ngồi tạm trên những phiến lá xanh mướt. Những phiến lá thích thú mỉm cười: Ôi, các bạn Sương mát quá, thích thật đó. Sương nhìn sang các bạn Sương khác, gương mặt họ lấp lánh dưới ánh trăng, trong suốt và mát lạnh. Nhóm bạn Sương say sưa nhảy múa theo giọng hát của các chú dế. Họ múa hát ca ngợi bầu trời, vẫy gọi ánh trăng choàng tấm áo khoác màu vàng lên vạn vật. Và rồi Sương kể cho bạn mình nghe về người anh tên Mưa của mình, về hành trình đi tắm mát cho cả thế gian của anh. Các bạn thích lắm, cũng muốn nghe Sương kể mãi. Rồi một ngày kia, trời hạn hán kéo dài, đất trời khô cằn, nước ra từng rãnh lớn, quắt queo. Cỏ cây héo úa, co rúm dưới cái nắng như thiêu đốt. Cái ao nước của ếch đớm cạn khô, không còn một giọt nước. Ếch lết thết bò lên bờ ao, cổ họng sắp cháy khô. Các chú dế cũng nằm vào một góc, thều thào không ra hơi. Sương thấy thế, bèn huy động thật đông bạn bè, lăn ra trên những vòm lá. Sương gọi ếch và dế: Tôi đã nhờ chị Gió đi gọi anh Mưa về giúp. Trần khi chờ anh ấy về, các bạn cứ dùng tạm nước của tụi này nhé. Họ nhà ếch và dế mừng quýnh, vội há miệng ra hứng sương rơi từ những chiếc lá. Nhờ vậy họ đã khỏi chết khác. Khi Mưa về, dội xuống một trận nước thật lớn, kéo dài vài ngày liền. Ếch, dế và tất cả sinh vật vùng ấy kéo nhau ra nhảy múa dưới mưa. Họ tranh nhau kể cho Mưa nghe về lòng tốt của Sương. Mưa vui lắm. Thế là cả hai anh em chúng ta đều làm việc có ích cho cuộc sống. Vui thật em nhỉ. Chị ơi, nơi nơi.